Tất cả mọi người, happy birthday! Chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ ba thí sinh có ba độ tuổi khác nhau, có ngày sinh nhật khác nhau nhưng có ngày sinh nhật trong tuần này. Ba thí sinh sẽ có cơ hội ngang nhau để tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng của chương trình chúc mừng sinh nhật. Và giờ đây chúng ta hãy hướng về màn hình xem họ sẽ tự giới thiệu về mình như thế nào. Xin mời quý vị. Thí sinh đầu tiên: một mình xơi hết bánh kem nên giờ đã lớn vẫn chưa có chàng. Tôi đâu có thích nhỏ này, chẳng qua em ấy đứng làm nền cho nó vui. Chúc mừng sinh nhật Xuân Trâm. Thí sinh thứ hai: Mai Phong cưỡi ngựa xem hoa, anh kia phát khiếp, ngỡ em bà Hoàng. Anh ơi thấy chớ vội tin, nhỏ này tôi biết, chăn trâu suốt ngày. Chúc mừng sinh nhật Thanh Thảo. Thí sinh thứ ba: trong hình đứa nhỏ là tôi, hàm râu con kiến là ba của mình. Một mình ngồi giữa sân trường, ước sau tôi lớn là người nổi danh. Vang danh giữa chốn đô thành, tôi là Quốc Thuận. Cây hài có duyên. Chúc mừng sinh nhật Quốc Thuận. Chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu với ba thí sinh. Xin chào bạn Xuân Trâm. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh. Chúc bạn một ngày sinh nhật thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và thật là may mắn. Dạ, em cảm ơn anh. Bạn có thấy nôn nao không? Dạ, cũng có nôn nao nhưng mà rung nhiều hơn anh. Và hôm nay bạn đến phim trường với ai? Dạ, em đến với ba mẹ và bạn bè em. Gia đình của bạn? Dạ. Một lần nữa, hy vọng rằng bạn sẽ có cơ hội nhận 50 triệu. Dạ, hy vọng là như vậy. Hy vọng như vậy. Dạ. Chúng ta có quyền hy vọng. Nguyễn Linh. Chào Mr. Bean. Đây là anh Quốc Thuận nhưng mà trong... khán giả và anh em trong nghề hay gọi là Mr. Bean bởi vì anh đã làm cho mọi người luôn luôn phải cười vì anh. Đã bao giờ anh khóc? Có chứ, khóc nhiều lắm á. Khóc vào lúc nào? Khóc trong lòng. Có khi nào chảy nước mắt ra ngoài không? Có chứ. Hồi nhỏ thường nhỏ đi đi quậy phá hay bị mẹ đánh, thế là khóc là lúc đó nước mắt mới ra ngoài. Bữa nay được gặp Quyền Linh là vui lắm. Vui là vui sao? Vui lắm luôn á. Vui lắm là sao? Không ngờ anh ở ngoài á, anh xấu hơn trong phim á. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ. Gặp bạn là tôi vui lắm rồi. Hôm nay hy vọng rằng bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Đơn thân độc mã. Không sao, có hàng triệu khán giả của bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ có 50 triệu. Dạ, 50 triệu nhớ nha, hai anh em mình không biết đi nào cho hết. Tôi rất thích diễn chung với bạn, hôm nào bạn có vai nào mời tôi diễn chung phải không? Chào bạn. Chào cô gái. Dạ, chào anh Linh. Hình như là so sánh giữa hai đối thủ của mình thì tôi thấy bạn là người hiền nhất, nhẹ nhàng nhất. Dạ, tại rung quá hiền. Rung quá hiền hả? Dạ. Bạn có khi nào giữ chưa? Dạ, khi giận thì giữ. Khi giận lên là giữ? Dạ. Đã lúc nào bạn giận nhiều nhất? Dạ, giận nhiều nhất thì không có. Không có nhiều. Giận lật giặt không? Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ. Và hôm nay bạn đến xin trường với ai? Dạ, đến với ba mẹ và chị em ạ. Ba mẹ và gia đình của bạn. Một lần nữa chúc bạn thật nhiều may mắn. Dạ. Nhiều niềm vui trong cuộc sống mà 50 triệu có thể thuộc về bạn. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Linh. Như vậy là ba thí sinh vừa giới thiệu xong về họ và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng của chương trình chúc mừng sinh nhật. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật và ba thí sinh sẽ bắt đầu trả lời câu hỏi bằng cách là đoán tuổi các khách mời của chúng ta. Nếu như đoán đúng một vị khách mời, chúng ta sẽ nhận được âm 5 điểm. Đầu tiên thì chương trình sẽ tặng cho mỗi người âm 5 điểm. Chúc các bạn may mắn. Câu hỏi đầu tiên ở vòng 1 bắt đầu. Chào tất cả các bạn. Bình Minh rất vui được gặp tất cả quý vị và các thí sinh của chương trình chúc mừng sinh nhật. Bình Minh có câu hỏi rất đơn giản dành cho tất cả quý vị khán giả và các bạn thí sinh.
là trong 12 con giáp Bình Minh thuộc con nào, và điều quan trọng nhất là Bình Minh bao nhiêu tuổi. Siêu mẫu Bình Minh, và hiện nay anh đang làm giám đốc điều hành cho một công ty quảng cáo. Bình Minh thì chúng ta biết khá rành, nhưng về tuổi thì xác bao nhiêu? Bây giờ xin mời khán giả chúng ta đưa ra số dự đoán đi ạ. Bao nhiêu ạ? 32. 32. Ba mấy? 33. 34. 28. Ở bên kia ạ? 40. 35. Rất nhiều ý kiến hai bên đưa ra. Có người 28, người 35, có người 30, người 37. Xin mời, Quốc Thuận là bao nhiêu? 30. Xuân Trâm 32. Và Thanh Thảo là 33. Chúng ta nghe Bình Minh nói về tuổi chính xác của mình. Trong 12 con giáp mình yêu thích nhất là con gà, bởi vì nhờ tiếng gà gáy mà mình ra đời và được đặt tên là Bình Minh. Chúc các bạn may mắn. Cả ba thí sinh không ai đáp đúng cả. Câu hỏi thứ hai. Xin chào chương trình chúc mừng sinh nhật. Xin chào quý vị khán giả màn ảnh nhỏ. Nhân dịp này Khương Thịnh xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành sự ủng hộ cho những vai diễn của Khương Thịnh trong thời gian vừa qua. Và đến với chương trình hôm nay, Khương Thịnh chỉ có một câu hỏi nhỏ dành cho các thí sinh. Đố các bạn, hôm nay Khương Thịnh được bao nhiêu tuổi? Diễn viên Khương Thịnh, anh là một người mẫu, nhưng sau đó thì anh đến với điện ảnh với rất nhiều vai diễn, và trong đó có phim Hướng Nghiệp được tạo được ấn tượng với khán giả. Chúng ta đoán xem Khương Thịnh năm nay bao nhiêu tuổi? 30. 30. 39. Bên kia bao nhiêu? 30. 33. 32. 42. Xin mời Xuân Trâm. 30. 31. Bây giờ xin mời Khương Thịnh. Không già cũng không còn trẻ, hôm nay Khương Thịnh 32 tuổi. Câu cuối cùng của vòng 1, bắt đầu. Hãy quay về đi người ơi, chẳng chờ chi nữa em hỡi, sống trong dối trá có chi mà vui. Chào các bạn, xin chào các bạn của chương trình chúc mừng sinh nhật. Hôm nay buổi chung tới đây, buổi chung có một câu hỏi nho nhỏ. Các bạn biết buổi chung năm nay bao nhiêu tuổi chưa? Diễn viên điện ảnh buổi chung, anh đã vào vai Long Xích Lô rất ấn tượng của chúng ta, và bây giờ anh đang chuyển sang ca sĩ. Chúng ta cho biết buổi chung năm nay bao nhiêu tuổi? Xin mời khán giả. 27, 26, 28, 30. Bên kia bao nhiêu ạ? Ta đi đây. 22, 30. Rồi, bây giờ thì Quốc Thuận bấm trước. 28. Xuân Trâm 27, Thanh Thảo 28 luôn. Cuối cùng Vũ Trung bao nhiêu tuổi? Chúng bật mí cho các bạn nghe nha. Năm nay Trung 28 tuổi đó. Và kết thúc vòng 1 thì chiến thắng nó thuộc về bạn Quốc Thuận. Chúc mừng bạn. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với vòng 2 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Chúng ta đã trải qua vòng 1 và chiến thắng nghiêng về anh Quốc Thuận. Nhưng bây giờ thì vòng 2 chưa biết ai sẽ là người chiến thắng. Mà người chiến thắng ở vòng 2 sẽ là người bước vào vòng đặc biệt. Bởi vì nếu như trả lời đúng một câu ở vòng 2, các bạn sẽ nhận được âm 10 điểm. Chúng ta có 2 câu hỏi vòng 2. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Xin chào quý vị khán giả của chương trình chúc mừng sinh nhật. Mình là Duy Khánh. Và chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ chưa quên một người bạn khá ấn tượng của Khánh. Dạ, yeah, xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là Hà Yến. Mình còn có cái tự danh là Yến Béo hoặc là Yến Bé Bự. Và ngày hôm nay đến với chương trình chúc mừng sinh nhật thì Yến muốn gửi tới các bạn lời chúc và lời chào trân trọng nhất. Và Yến cũng có một câu hỏi rất là nho nhỏ muốn dành riêng cho các bạn. Đó là năm nay Yến bao nhiêu tuổi rồi? Ý khoan đã, các bạn hãy cộng tuổi của Duy Khánh vô luôn nha. Duy Khánh và Hà Yến thí sinh trong Việt Nam Idol năm nay bao nhiêu tuổi? Xin mời các bạn đưa ra số dự đoán. Rất gần với chúng ta, mới đây thôi. Bốn mấy? Nhưng chắc chắn đi. 45. Bên kia 50. Xin mời Thanh Thảo, xin mời Quốc Thuận và Xuân Trâm. 46, 47, 48. Và bây giờ thì xin mời Duy Khánh và Hà Yến. Năm nay là năm con chuột, cũng là năm tuổi của Duy Khánh. Và năm nay Duy Khánh tròn 24 tuổi. Còn Hà Yến thì kém Duy Khánh 2 tuổi, Yến sinh năm con hùm, và năm nay Yến 22 tuổi. Vậy tổng cộng số tuổi của Duy Khánh và Hà Yến là 46 tuổi. 46, bình tĩnh,
và tập trung hết sức mình với câu hỏi cuối cùng. Cơ hội cuối cùng đến với các bạn, cơ hội nhận 50 triệu đồng bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn. Quang biết các bạn đang trong một không khí game show rất là náo nhiệt và rất là đông người. Thưa các bạn, Quang và Trác Linh đang đi trong một khu vườn rất là đầy hoa. Thưa các bạn, đây là ngôi Trác Linh. Hôm nay Trác Linh và anh Quang sẽ mang đến cho các bạn một câu hỏi rất là thú vị. Và thưa các bạn, câu hỏi bình thường của chương trình chúc mừng sinh nhật sẽ đơn giản là đoán số tuổi của Quang là bao nhiêu và đoán số tuổi của Ngô Trác Linh là bao nhiêu. Ca sĩ Ngô Trác Linh và ca sĩ nhạc sĩ Lương Bằng Quang, bao nhiêu? 49, 50. Rồi xin mời, bên kia bao nhiêu? 50, 49. Xuân Trâm, 48. Xin mời, Phú Thuận, 48. Rồi, có ai thay đổi gì không? Bốn mấy Phú Thuận? 47. Đáp án. Sau đây là đáp án, tuổi của Quang là 26 tuổi. Còn Trác Linh thì nhỏ hơn anh Quang 3 tuổi, là 23. Cho nên là tổng số tuổi của Lương Bằng Quang và Ngô Trác Linh cộng lại là 49. Giờ đây thì khán giả vẫn chưa biết ai là người chiến thắng. Tôi cũng chưa biết và cả ba thí sinh cũng càng không biết nữa. Và ai sẽ là người chiến thắng đây? Chắc chắn rồi, tất cả chúng ta đều chiến thắng bởi vì chúng ta đã đến với ngày hôm nay với chương trình chúc mừng sinh nhật và chúc mừng bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn một lần nữa. Bạn sẽ nhận giá trị giải thưởng là 2 triệu đồng. Dù sao nữa thì chúng ta sẽ có giải thưởng hơn 2 triệu đồng rồi đúng không ạ? Có thể là 3 triệu và chắc chắn bạn sẽ có 3 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và bạn Thanh Thảo, bạn cũng vậy, bạn cũng sẽ có giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng. Và như vậy là bạn sẽ có giá trị giải thưởng 3 triệu đồng. Đây cũng 3 triệu đồng và đây là 2 triệu đồng. Và người cuối cùng đến với vòng đặc biệt đó chính là bạn Rung Quốc Thuận. Kính thưa quý vị, như vậy là ta đã biết ai là người có cơ hội nhận giải thưởng 50 triệu đồng, đó là bạn Quốc Thuận. Và chúng ta cùng nhau chúc mừng cho tất cả những ai có sinh nhật trong tuần này. Chúc mừng sinh nhật. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Quay vào số 2 hoặc số 9, bạn sẽ nhận ngay được 1 triệu đồng. Trên vòng quay có 2 số 2 và 1 số 9, 3 cơ hội. Xin mời bạn, vòng quay đầu tiên bắt đầu. Hai số 2 và 1 số 9, tức là bạn sẽ có 3 cơ hội. Rồi, cái máy sinh vật dần dần dừng lại và có thể là số 2, có thể là số 9. 2 triệu sẽ thuộc về bạn. Số 9 đâu? 9 đâu? 2 đâu? Rồi, chất quốc. Số 3, phải chi bạn 32 tuổi. Không sao, vẫn còn vòng nữa. Nếu vào số 2, số 9, bạn vẫn nhận được 1 triệu đồng, xin mời bạn. Có thể lắm. Đây rồi. Đây rồi. Giả lên, giả lên, giả lên. Vô đó. Hay quá, quá là may mắn luôn. Giờ đây thì sẽ có thêm 1 triệu nữa là 4 triệu. 4 triệu rồi đó. Hành trang của bạn đã có 4 triệu rồi. Và lần đầu tiên số 3, lần 2 số 2 là 5. Là bạn còn 24 nữa. Trên vòng quay không có 24. Chúng ta sẽ có thêm 2 thẻ may mắn. Đây, Quỳnh Linh đưa cho Quốc Thuận 2 thẻ may mắn, tức là 2 số 24. Bạn đặt bất cứ vào ô nào và nếu quay trúng 2 thẻ may mắn này, bạn sẽ nhận được 50 triệu. Còn nếu như thấy ít quá, Quỳnh Linh sẽ tặng bằng thêm 1 thẻ may mắn nữa. Và giá trị giải thưởng còn lại 30 triệu. Giá trị giải thưởng còn lại 10 triệu nếu như bạn nhận thêm 1 thẻ may mắn nữa. Và tất cả là tình thương, mến thương, bạn sẽ nhận thêm 1 thẻ nữa. Và quay thế nào cũng được, những tràng pháo tay sẽ đến với bạn. Vậy là lấy 5 thẻ này là chơi vui vẻ hả? Vui vẻ có 1 triệu rồi. Nghĩ sao các bạn? Mấy thẻ? Đặt 5 thẻ hả? Rồi bây giờ bạn như thế nào? 50 triệu. Đây,
bạn đặt bất cứ số nào. Bây giờ bạn chuẩn bị quay. Rung chưa? Rung quá. Hồi hộp không? Hồi hộp. Bây giờ nếu như bạn hồi hộp quá thì thôi khỏi quay. Bạn sẽ có cơ hội nhận, cũng có nhận quà nữa. Và giải thưởng sẽ là 10 triệu đồng. Đây ba chiếc hộp của tôi. Nếu như bạn không quay, bạn thấy rung quá, hồi hộp quá, bạn sẽ chọn quà 10 triệu, 1 triệu và một tràng pháo tay. Cơ hội sẽ đến với bạn với ba hộp quà này. Đó là hình thức thứ hai. Bạn chọn cái nào cũng được. Nghĩ sao các bạn? Quay mà mở. Thống nhất một cái nè, nếu mà quay vỗ tay. Quay mà mở. Quay. Quay. Vỗ tay lớn nha các bạn. Năm mươi triệu. Đây rồi. Đây rồi. Dừng lại. Dừng lại. Trời ơi. Nhẹ chút xíu là được rồi đúng không? Nhẹ chút xíu là được rồi. Nhưng không vấn đề gì cả. Bạn có giải thưởng là 4 triệu rồi. Rất vui. Câu hỏi dành cho khán giả kỳ này là: đáp án dành cho câu hỏi tuần trước. Và sau đây là danh sách khán giả trúng thưởng. Xin thay mặt cho nhà tài trợ xin gửi tặng ba thí sinh mỗi người một bộ Vinakit trị giá 300.000 đồng. Chúc các bạn một ngày sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Xin chào.